Đếm nhé. Hai. Ba. Bốn. Năm. Thấy chưa? Để được hẳn 5 bạn luôn đấy. Em nhìn đáng yêu. Như này là bằng 7. Ừ, cả mẹ cả con nó là 7 đấy. Sáng nay chị cho ra đây vừa ăn quả vừa tắm nắng đột cỏ đầy rất là non luôn đấy. Hôm nay mình đi. Hôm nay mới nghe tin là nhà mama có 2 con thỏ đẻ rất là được nhiều con. Hay là mình xem thử đi. Hay là mama lại lời dối mình đấy. Chúng mình cũng đi thôi nào. Yeah. Thỏ ăn no chưa? Ôi thỏ chua nhé, ăn no. Sao? À, siêu nhân hả? Chị gọi cho em từ sáng rồi, sao bây giờ mới sang? Tại vì em mãi suốt nghệ vườn dưa lê, người đâu mà rất là hệ vườn dưa lê nhá. Nhìn thấy gì chưa? Đấy, thấy chưa? Chị không nói dối đâu. Hôm trước ba chị vào rừng bắt được 2 bạn thỏ nhỏ này này, 2 bạn thỏ lớn này này. Thế là về hôm nay các bạn ấy sinh đấy. Su thử nhìn xem có mấy bạn thỏ nhỏ. Em đẹp nhất. Ừ, trời ơi, nhẹ thôi. Trời ơi, các bạn thỏ của chị rất là bé và non em luôn. Em xem nào. Ừ, đếm đi xem có mấy bạn. Đếm nhá. 2. 3. 4. 5. Thấy chưa? Để được hẳn 5 bạn luôn đấy. Em nhìn đáng yêu. Như này là bằng 7. Ừ, cả mẹ cả con nó là 7 đấy. Sáng nay chị cho ra đây vừa ăn quả vừa tắm nắng đột cỏ đầy rất là non luôn đấy. Ăn em nhìn này, bụng to phè luôn này. Ừ, bây giờ mỗi bạn ôm củ cà rốt nằm chơi đấy. Thích không? Em có không? Em có thích thỏ không? Ô, nhà em đi bò à? Nhưng mà bò không dễ thương bằng thỏ đâu, thỏ là dễ thương thôi. Thỏ nhà em. Thế à? Đấy, Su thấy không? Thỏ chị đáng yêu lắm, chị thương các bạn thỏ lắm. Chứ phải con làm sao được? Thỏ này chỉ sống ở trong rừng thôi em ạ. Ba chị đợt trước bạn ấy bị thương nên là ba chị mang về thôi. Hôm nay bạn ấy đẻ rồi tí hai chị em mình mang đi thả đi. Được không? Đấy, tí chị bê chị bê, em bê bạn nào thì chị bê những bạn nhỏ. À thế em bê mẹ, bê bố của chị, bê ba bạn 5 bạn thỏ con xong chúng mình cùng nhau đi thả nhá. Ừ, mang thả bạn ấy vào rừng thôi. Chứ các bạn ấy sống ở đây các bạn ấy buồn lắm. Chị ủa bạn giúp bên nhiều thế. Em bê được mà. À rồi chị sẽ bê những bạn nhỏ nữa nha. Thảo ơi chúng mình đi nhá. Trở về rừng nhá. Về rừng sẽ có rất nhiều cỏ và rộng rãi với các em hơn đúng không? Vâng. Đi, đây là chúng mình ra đây thả đi. Wow, chỗ này cây rất tốt này. Wow, gia đình thỏ ở đây nhá, thỏ nhá. Về rừng nhá. Em cho hai bạn đây. Cho mẹ bạn ấy vào đây. Mẹ thỏ vào đây nhá. Ba thỏ ở đây nhá. Ở đây xong thỉnh thoảng bọn chị đến thăm nhá. Ở đây nó mới không có thú dữ em ạ. Chúng mình cho vào trong kia nguy hiểm lắm. Tạm biệt hai bạn thỏ nhá. Các bạn thỏ con ơi chịu khó ăn nhiều và cháu lớn hôm nào bọn chị vào nhá. Su ơi, Su chào các bạn chưa? Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bọn chị về đây. Tạm biệt gia đình nhà thỏ nhá. Ôi gia đình nhà thỏ ơi về rừng vui trước thì em kìa. Ở nhà mình nhá. Mình và subscribe cho mình.